Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Agotech Farm. Đây là trang web chính thức của dự án này. Với Agotech Farm, một cái thiết bị máy tính cách mạng cho việc canh tác công nghiệp các loại cà chua, dâu tây, vườn sao phổ biến và độc đáo, và quanh năm bất kể điều kiện khí hậu, điều kiện phát triển của mọi loại cây và có giá trị trên trái đất sẽ được quét lưu trữ tái tạo trong cái thiết bị ATF này. Thì cái chương trình ACO này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 2018, tức là còn 8 ngày và 2 giờ 48 phút nữa. Các bạn có thể tham gia ngay bây giờ để nhận được cái mã thông báo ATF. Thì dự án này đang được rating khá là cao trên một số trang. Rating khá là cao trên một số trang: Check ICO 5 trên 5 sao, Farm ICO 9,3 trên 10 sao, ICO BM 4 trên 5 sao, ICO Max 9,1 trên 10 sao, ICO Holder 1,1 trên 5 sao. Agotech Farm là một thiết bị thông minh hoàn toàn tự động để phát triển thực phẩm tự nhiên. ATF sẽ cung cấp cho các bạn rau hữu cơ tươi, quả mọng, rau xanh trong suốt cả năm mà không có hóa chất và bất kỳ điều kiện khí hậu nào của bạn. Thì ATF đang thực hiện sứ mệnh cung cấp cho thế giới một thực phẩm lành mạnh. Công ty Agotech Farm đã phát triển công nghệ nông nghiệp tiên phong từ năm 2012 và mua ICO của mình để nhanh chóng mở rộng cái sản phẩm và đi toàn cầu. Thiết bị sẽ được tung ra vào cuối tháng 8 năm 2018 bất kể các kết quả ICO là gì. Điều gì làm cho cái Agotech Farm trở nên độc đáo? Đó là cái trang trại thông minh 100% tự nhiên, loài thực vật độc đáo, mô hình kinh doanh hiệu quả về chi phí và blockchain. Vấn đề nông nghiệp hiện nay, các vấn đề như điều kiện khí hậu châu Phi, Alaska, Trung Đông, khu vực không thích hợp với nông nghiệp, hay sự tiêu hụt ngày tăng của đất màu mỡ trên toàn cầu, logistics đất đỏ, hay việc sử dụng rộng rãi thuốc trừ sâu phụ thuộc vào các mùa giải, rất nhiều lực lượng lao động cần thiết để sản xuất, vấn đề chất lượng ra ra vận chuyển và khoảng cách. Kết quả là rau hữu cơ và xanh, rau xanh đắt tiền và đôi khi thậm chí là không thể tiếp cận với người dùng tiêu dùng cuối cùng. Về cái giải pháp sáng tạo, cho gia đình nông nghiệp, kinh doanh, y học và khoa học và các giáo dục, thì ATF cơ bản này với nhà các hộ gia đình tư nhân luôn có thể được cung cấp thực phẩm hữu cơ tươi mà không có bất kỳ kiến thức hoặc kỹ năng công cụ nào để sử dụng, như một cái máy cà phê hay kinh doanh các nhà doanh nghiệp vừa nhỏ như khách sạn, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa có thể cung cấp cho khách hàng loại rau hữu cơ tươi, quả mọng và rau xanh. Với cái ATF Basic khoa học giáo dục, chế độ Pro của ATF Basic cho phép các tổ chức giáo dục và khoa học thực hiện nhiều thí nghiệm và thực nghiệm khác nhau. Đây là cái cách tuyệt vời để học hỏi, dạy và nghiên cứu nông nghiệp. Đây là doanh nghiệp ATF với các sản xuất hàng loạt, các nhà phát triển bất động sản hay nhiệm vụ nhân tạo. Với cái chiến lược Comparison nuôi văn hóa, hoàn vốn doanh nghiệp của ATF máy tính cho mỗi đầu tư là 500.000 đô la dâu tây. Với những cái loại cây như là dâu quả, dưa chuột, cà chua, tiêu, rau xà lách, Carolina, vì công nghệ của ATF kết hợp với hydroponic, nước, gió, sưởi ấm và kiểm soát ánh sáng mặt trời để bắt chước các điều kiện khí hậu hoàn hảo cho sự phát triển của một cái giống nhất định, chẳng hạn như cà chua, dưa chuột, dâu tây. Thực ra nhiều tí nữa thì có hai loại nguồn lực cần thiết để cho thực phẩm tươi sống hữu cơ quanh năm, với ATF là nước và điện. Bằng cách tận dụng sự kết hợp của công nghệ thì ATF được đạt được mức độ tăng trưởng nhanh hơn 30% mà không cần sử dụng cái hóa chất và các hoạt động không lành mạnh khác. Quá trình này hoàn toàn tự động và bạn chỉ cần thêm hạt giống, dinh dưỡng hay các loại cây trồng. Khi thời gian đến, công nghệ này được thiết kế để sử dụng cho mục đích cá nhân, thương mại và công nghiệp bằng cách giới thiệu blockchain về thanh lọc khí không khí hai giai đoạn với hệ thống tuần hoàn khí đôi hay ánh sáng tích ứng, camera tích hợp hay mô đun tăng trưởng toàn diện tích hợp với các tiện ích chung, bảng điều khiển kỹ thuật số hay đơn vị thụ tinh CO2, phần mềm kiểm soát dinh dưỡng hay cảm về dung dịch dinh dưỡng. Về cái công ty Agotech Farm ACL là một cái dự án của công ty được thành lập tốt và được thành lập từ năm 2012. Đây là lộ trình roadmap của dự án này. Thì trong năm 2018 này, nó sẽ khởi chạy chương trình ICO 1 vào quý 2018 và mô hình phí production phiên bản cơ bản của Agotech Farm được phát triển. Quý 3 2018 thì ra mắt phiên bản Agotech Farm Basic và AI trên iOS, Android. Quý 3 2018, quan hệ đối tác chính thức với nhà phát triển Lex hàng đầu OS RAM. Quý 4 2018 thì quan hệ đối tác chính thức của các nhà sản xuất dinh dưỡng của GHE, chất dinh dưỡng cao cấp HDSI, SAP, BioBit. Quý 4 2018 ra mắt thị trường của Agotech Farm. Với cái giá trị token ở đây là giảm giá trên các sản phẩm hay giảm giá bảo trì danh sách hay mua lại. Với mục tiêu cuối cùng
của cái ATF để tạo ra sản phẩm hữu cơ không có hóa chất, có sẵn trên toàn cầu và nhiều công nghệ nông nghiệp kết nối phần mềm thông minh và blockchain của chúng tôi. Bằng cách làm việc hướng tới mục tiêu, chúng tôi hướng đến cái sự dần dần cung cấp khái niệm của Food for Token, muốn việc tạo ra một phần blockchain của công nghệ để đảm bảo rằng các sản phẩm được trồng với cái ATF hoàn toàn không có hóa chất vào năm 2020, và chúng tôi dự định giới thiệu sản phẩm tiện ích với cái dựa trên blockchain riêng và thông lượng giao dịch cao hơn nhiều. Và đây chi tiết chương trình ICO với cái mức khởi đầu là 383,67 Ethereum, tiền thưởng hiện tại là 5%, cái soft cap là 1.600 Ethereum và cái hard cap là 40.000 Ethereum, với cái mã thông báo giá token tương ứng với 0,012 Ethereum. Và nó tiền thưởng này sẽ áp dụng cho đến 20 tháng 7 với mã thông báo loại thông báo ERC20 Ethereum mở từ ngày 1 tháng 6 2018 đến ngày 31 tháng 7 2018, tổng số tiền thanh toán lên đến 5 triệu đô và bán mã thông báo qua chương trình ICO là 3.250.000 token. Và đây là phân bổ mã thông báo của dự án này. Các bạn có thể đem về 65% để bán, dự trữ là 1%, chương trình giới thiệu 5%, cố vấn 3%, đối tác 2%, tiếp thị 7%, 6% dành cho đội nhóm, 2% dành cho tư tưởng. Đây là một số dữ liệu liên quan của dự án này. Giám đốc điều hành, đồng sáng lập là Ila Tidakit, CEO đồng sáng lập là Alexander Vaso, kỹ sư kỹ thuật là Alexei Konochuk, giám đốc PR là Natasha Salinapo, Andrei Dorokin, kỹ thuật nông nghiệp là Kirin Sumi, CEO là Ala Gavikova, CSO là Mikhail Chidurov, công nghệ tin là CV Momolov, cố vấn tư pháp là Ola Pidina, lập trình bảo mật Hassan Gualat. Cố vấn gồm có ông Dalen Moroto, Chris Limon, Market Noin, Karo Arim, Bentin, Zarek, Johnson, Dadmik, Dan Kanotot, Jinkun, Alexa Nizukova. Thì đó là cái một số tin tức về dự án này. Các bạn có thể xem về cái ở trên một số trang blog về dự án như RT Amateur DB, CoinSuck, CoinSpeaker và Bitcoin. Đối tác này cũng có Nagitcoin. Và những câu hỏi thường gặp về dự án này như: khi nào bạn dự định giới thiệu blockchain cho sản phẩm, hay tại sao gây quỹ thông qua ICO, nguy cơ của huy động vốn cộng đồng thông thường, hay khái niệm về ATF Basic là gì, công nghệ này là gì, ai là người mua tiềm năng của dự án này, làm thế nào để vận hành trang trại ATF, bất kỳ thông tin nào về tiềm năng của thị trường này, có lợi thế cạnh tranh cho người sản phẩm của bạn không, khi nào bạn có kế hoạch cung cấp trang trại ATF cho khách hàng, hay sản phẩm này có tồn tại chưa, có tính toán thời gian hoàn vốn sản phẩm cho khách hàng không, hay chi phí dinh dưỡng bổ sung là gì, hệ thống tiêu thụ bao nhiêu, lượng bao nhiêu, cây nào có thể trồng được ở ATF, kích thước thiết bị nâu là gì, ứng dụng doanh nghiệp của bạn có miễn phí cho người dùng không, và những câu hỏi hoặc bạn có thể thắc mắc để lại địa chỉ email dưới đây để cập nhật thông tin mới nhất về dự án này. Đây là trang web chính thức của dự án này, các bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết hơn qua một số kênh mạng xã hội như Facebook, Twitter, Bitcoin Talk, LinkedIn, GitHub, và gửi về hòm thư ở dưới đây ico@agrotechfarm.io hoặc marketing@agrotechfarm.io. Đây, dự án này đã có mặt ở Cộng hòa SIP. Trên đây là cái video của mình để review đánh giá về dự án Agrotech Farm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.